Đây là nước được lấy từ biển California của Mỹ. Các chuyên gia cho biết nước trung bình đã bị ô nhiễm bởi những đầu lọc thuốc lá. Những con cá sau khi được thả vào bình nước nhanh chóng có biểu hiện và phải vật lộn để thở. Môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đầu lọc thuốc lá được liệt vào danh sách những loại rác thải phổ biến nhất tại các bờ biển Mỹ. Thống kê nhanh, trong 30 năm trở lại đây, khoảng 60 triệu đầu lọc đã được thu gom tại các bờ biển. Đầu lọc thuốc lá không phải là giấy, chúng thực ra là nhựa, được làm từ cellulose acetate, và hợp chất này sẽ tồn tại trong môi trường rất lâu và cần đến hàng thập kỷ để phân hủy. Không chỉ vỏ mà các chất bên trong của đầu lọc thuốc lá gây ô nhiễm môi trường, mà còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Chất nicotine được tìm thấy trong các mô của cá. Trong khi đó, con người tiếp xúc với rất nhiều hóa chất, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến thuốc lá bỏ đi lại có thể ảnh hưởng tới chúng ta, trừ khi phải loại bỏ. Trước tình trạng đáng báo động này, nhiều tình nguyện viên đã tổ chức thu gom đầu lọc thuốc lá tại các bãi biển. Chỉ trong vòng 5 mét, chúng tôi đã nhặt được 47 đầu lọc thuốc lá. Ngày nào tôi cũng phải đi ra bờ biển để thu gom chúng. Nếu chúng ta có thể loại bỏ đầu lọc thuốc lá khỏi cuộc sống của chúng ta, điều đó sẽ giúp cải thiện chất lượng môi trường sống, đồng thời khuyến khích mọi người bỏ thuốc lá, tất cả vì lợi ích sức khỏe. Các chuyên gia chính sách và các nhà vận động tin rằng, để có thể loại bỏ được đầu lọc thuốc lá hoàn toàn khỏi đời sống, chính phủ các nước sẽ phải chung tay tạo ra một cơ chế liên thông giữa các nước trong việc xử phạt và hạn chế đầu lọc thuốc trong một thời gian khá dài phía trước.